Chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi nhanh. Cây hoa lan chỉ còn lại một gốc duy nhất. Khi một cây hoa lan đã bị khô héo và có những chiếc lá đã bị hư, các bạn cần phải kiểm tra kỹ để chúng ta không vội bỏ những cây hoa lan như thế này. Phần ngọn đã bị hư. Và những chiếc rễ này đang rất khô héo. Rễ đã bị hư. Các bạn hãy cắt bỏ hết những rễ bị hư này. Và phần ngọn này chúng ta nên cắt bỏ. Các bạn hãy làm sạch phần gốc của cây. Các bạn hãy rửa cho thật sạch. Sau đó các bạn sẽ lau lại cho thật khô. Và chúng ta chỉ phục hồi được khi phần gốc này vẫn còn xanh tốt. Hãy sử dụng một củ hành. Nó có tính kháng khuẩn và khử trùng, rất tốt cho hoa lan. Các bạn sử dụng phần vỏ của một củ hành. Và chúng ta hãy cắt nhỏ ra. Các bạn sẽ cho tất cả vỏ hành này vào lọ. Các bạn cho vào 1 lít nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước vỏ hành đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Và các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào đây. Hãy cho nước vỏ hành này vào.
các bạn sẽ để trong 30 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Và chúng ta sẽ để cây ở nơi mát trong một ngày. Sau một ngày, khi các bạn thấy phần gốc này đã được khô lại như thế này, chúng ta sẽ rất yên tâm để phục hồi cây. Các bạn hãy sử dụng một phần của chai nhựa và cắt giống như mình. Sử dụng những miếng bông mềm hút nước, nó sẽ giúp ích cho hoa lan được giữ ẩm. Và các bạn có thể xem thêm những cách làm như thế này mình đã có chia sẻ trên kênh. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây và cố định lại như thế này. Sau đó sử dụng miếng bông tiếp theo, các bạn sẽ quấn lại phần gốc. Và chúng ta sẽ đặt vào đây như thế này. Và sau đó các bạn sẽ đặt vào đây và cho nước vào. Và với cách làm này, các bạn chỉ bổ sung nước cho chậu cây. Nước sẽ được hút lên, giúp cho phần gốc này luôn ẩm nhưng không quá ướt. Cây hoa lan sẽ được phục hồi rất nhanh. Sau đó các bạn dùng nước để phun sương cho cây 3 ngày một lần, để hỗ trợ thêm giúp cho quá trình giữ ẩm được tốt hơn. Đặt cây ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Và đây là kết quả sau 3 tuần tiếp theo. Hoa lan nhỏ đã được phát triển rất tốt. Với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để hồi sinh những cây hoa lan nhỏ. Các bạn nhớ dùng nước để chúng ta phun sương hỗ trợ thì những cây hoa lan nhỏ này sẽ được lớn nhanh và dễ dàng hơn. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phục hồi rất tốt. Cây nhỏ đã được hồi sinh, phát triển rất khỏe mạnh. Với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để chúng ta phục hồi những cây hoa lan được phát triển tốt hơn.
Các bạn có thể xem thêm bằng những phụ đề mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Đến giai đoạn này, chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại cây, giúp cây hoa lan này sẽ được phát triển tốt hơn khi ở môi trường bên ngoài. Các bạn có thể trồng lại với vỏ thông. Đây là một trong những cách rất tuyệt vời để các bạn hồi sinh những cây hoa lan được phát triển nhanh hơn từ những gốc cây như thế này. Các bạn không được lắp phần này của cây. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.